ghế gỗ, than gỗ, thậm chí là than xây dựng. Tất cả được người dân tận dụng để lên xuống nhà. Khi nếu đi về không có cầu thang đi lên, ai thả cầu thang xuống cho chị để chị đi lên? Đó là gây một cái rắc rối cho cái vấn đề mà sinh hoạt hàng ngày của chị. Có khoảng 10 hộ dân dùng cách này để lên nhà sau khi bậc tam cấp cũ đã bị phá bỏ. Tuy nhiên đối với người lớn tuổi thì việc sử dụng những cầu thang gỗ tạm bợ như thế này thì thật sự là một điều ám ảnh. Đi mình cũng sợ, 82 tuổi rồi chưa bộ, đâu có nhỏ nữa đâu. Rồi cái rủi rồi mình cái giò này nó hay nhất nè. Cái khi mà nó nhất cái mình bước lên được nó sụp xuống nó té. Theo những người dân ở đây thì dãy nhà đã có lịch sử hơn 40 năm. Các hộ dân cũng đã có những kiến nghị xem xét vì ảnh hưởng đến kiến trúc chung và sinh hoạt của người dân. Đã lỡ đập rồi, thì bây giờ mình khắc phục cái chuyện này bằng cách là có thể cho chúng tôi khoảng từ trong nhà ra bao nhiêu mét và xây cầu thang theo một cái quy hoạch như thế nào tạm thời để nhìn cho nó đẹp. Ông Võ Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bến Nghé cho biết, giải pháp tạm thời hiện nay là vẫn để người dân sử dụng bậc tam cấp gỗ như thế này. Về lâu dài thì chính quyền sẽ hỗ trợ người dân hạ cốt nền nhà và chỉnh trang lại khu vực tháo dỡ bậc tam cấp. Đối với cái nền của mặt tiền này thì phường cũng đã hướng dẫn với các hộ dân. Nếu các hộ dân mà tự thu xếp được, tức là tự mình sửa chữa theo cái ý mình ở trong nhà thì các hộ dân sửa chữa. Còn nếu có khó khăn thì báo đến Ủy ban phường, Ủy ban phường cũng sẽ hỗ trợ rồi trang trí lại cái mặt tiền cho nó sạch đẹp. Hiện một số hộ dân đã chủ động bỏ kinh phí hạ cốt nền để tiện cho sinh hoạt. Tuy nhiên, một giải pháp đồng bộ cho việc lên xuống nhà đang là điều mà người dân mong mỏi để không còn tình cảnh này.